Trong lúc các anh em nhận tiền dân, chúng tôi có một cái thông báo và chúng tôi sẽ gửi đến anh chị em một cách chi tiết hơn ở trong những ngày sắp đến, có những cái giấy để giới thiệu và nhắc nhở chúng ta. Đó là suốt tháng 5, từ ngày 8, ngày 15 và ngày 29 cho đến ngày 5 tới tháng 6, chúng tôi có tổ chức một cái các khóa huấn luyện gọi là tiến trình tăng trưởng để giúp đỡ cho chúng ta bắt đầu và kinh nghiệm để uống các chén của sự cứu rỗi, chén của sự giải cứu, chén của sự cứu chuộc, và để rồi chúng ta có thể uống cái chén của sự ca ngợi để chúng ta bày tỏ phước hạnh mà Chúa Ngài đã dành cho đời sống của chúng ta được làm con dân của Chúa. Các buổi huấn luyện này được tổ chức vào tối thứ sáu vào lúc 8 giờ. Nên chúng tôi biết rằng nó không phải là thời giờ thường xuyên mà các anh chị em sinh hoạt, nhưng xin đặt vào trong thời khóa biểu của mình, vì chúng tôi tin rằng đây là những cái buổi huấn luyện then chốt để giúp cho chúng ta bước vào trong thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Và trong những ngày sắp đến, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cái bồ lúa này để chúng ta có thể đón nhận mùa thu hoạch lớn mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Nên xin anh chị em xếp thời giờ của mình và trong mỗi tối thứ sáu, ngày 8 Tây, ngày 15 Tây và ngày 29 tháng 5 và ngày 5 Tây tháng 6, có 4 buổi thứ sáu mà chúng ta sinh hoạt để chúng ta được huấn luyện và từng bước một được hướng dẫn để chúng ta có thể thực hiện được điều mà Chúa Ngài đã chọn, đã định và đã dựng nên chúng ta. Xin anh chị em ghi nhận cho và chúng ta đặt vào trong thời khóa biểu của mình. Chúng tôi khi trở về từ Oslo, Na Uy, chúng tôi sẽ bắt đầu lớp 101 vào trong tối thứ sáu, ngày 8 Tây. Nên anh chị em nhớ và có thể đặt thời giờ của mình và đến đây ở trong một cái chương trình đặc biệt như vậy. Chúng tôi xin thông báo để anh chị em biết. Và suốt tháng 5 thì chúng ta sẽ có buổi nhóm chung của lễ tiếng Anh và tiếng Việt trong suốt tháng. Thì có những ngày đặc biệt như là ngày lễ của những người mẹ cũng như ngày lễ ngũ tuần. Và chúng ta sẽ có suốt tháng 5 chúng ta sinh hoạt chung với nhau trong lễ tiếng Anh và tiếng Việt để chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ và cùng thờ phượng với các anh chị em ở trong gia đình của Chúa tại đây, nhưng mà là những người nói tiếng Anh, để chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa để kinh nghiệm những phước hạnh Chúa Ngài ban cho đời sống của chúng ta. Amen anh chị em. Xin nhớ những chi tiết này để chúng ta có thể sinh hoạt một cách tốt đẹp ở trong ơn của Chúa. Một lần nữa xin hoan nghênh và chào mừng hết thảy anh chị em về đây để chúng ta cùng thờ phượng Chúa và học hỏi lời của Chúa ở trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì tuần qua chúng ta đang học ở trong loạt bài 4 cái chén phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta là những con cái của Chúa. Ở trong cuộc đời, trong bước linh trình, chúng ta luôn khao khát một điều gì đó tốt hơn, thiện toàn hơn, vĩ đại hơn. Đó là điều mà Chúa Ngài đã đặt ở trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta nhận biết mình chưa ở trong cái vị trí và sống một cuộc đời mà mình đáng lý phải sống. Nên chúng ta có một cái mong đợi, một cái điều gì đó lớn lao mà Chúa Ngài sẽ làm cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta đã xem trong phần 1, Đức Chúa Trời, Ngài có những cái lời hứa của Ngài cho đời sống của chúng ta. Chúa hứa ban cho chúng ta những điều phước hạnh. Ngài hứa ban cho chúng ta những lời hứa thật là lớn lao cho đời sống của chúng ta. Và khi Chúa Ngài hứa như vậy, thì Ngài sẽ và sẵn sàng để làm trọn những lời hứa của Ngài. Và lời hứa mà Chúa Ngài đã ban đầu tiên cho tuyển dân của Ngài là những người Israel. Và bây giờ chúng ta được tháp vào trong gốc của người Israel. Chúng ta cũng là tuyển dân của Chúa trong giao ước của Đức Chúa Giê-xu. Được chép cho chúng ta trong Sứ Ký Tô Ký chương 6 từ câu 6 cho đến câu số 7. Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng, ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của xứ Ê-díp-tô. Chúng ta đã học qua ở trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Chúa Ngài có lời hứa của Ngài ban cho chúng ta, đó là Chúa Ngài muốn chúng ta uống cái chén của sự cứu rỗi.
Chúng ta biết rằng sau ngày vượt qua đầu tiên, Chúa ngài truyền lệnh cho dân sự của Chúa trải qua các đời là phải kỷ niệm ngày lễ vượt qua. Là một cái bữa ăn, và trong cái bữa ăn đó, người Do Thái họ có 4 cái chén rượu nho để họ uống. Để mỗi lần họ uống, họ nâng chén thì nhắc nhở đến một cái lời hứa của Chúa ta sẽ cho đời sống của họ. Và cái chén đầu tiên mà họ đã uống đó là cái chén của sự cứu rỗi. Họ nâng chén lên tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa ngài đã rút họ ra khỏi xứ Ai Cập và uống cái chén của sự cứu rỗi của Chúa ở trong đời sống. Cũng như chúng ta có thể kinh nghiệm được cái chén của sự cứu rỗi khi chúng ta nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống của mình. Và Đức Chúa Giêsu đã trở nên chiên con lễ vượt qua cho chúng ta. Khi Chúa ngài đã để cho thân thể của ngài bị bể nát để chuộc lại cho chúng ta và cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của ngài. Ngài lấy những mảnh vụn của cuộc đời của chúng ta vì tội lỗi làm tan nát và Chúa ngài gom lại và ngài dựng nên chúng ta trở nên một tạo vật mới trong Chúa khi chúng ta uống cái chén của sự cứu rỗi. Rồi họ đến cái chén thứ nhì là cái chén của sự cởi trói hay là giải cứu. Trong chén này lời hứa của Chúa rằng ngài sẽ giải cứu họ ra khỏi cái ách nô lệ. Chén này khi họ nâng lên và họ cảm ơn Chúa và họ uống, nhắc họ về việc Chúa ngài đã làm việc lớn lao của ngài khi cứu họ, đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Lý do là bởi vì còn những cái lối sống suy nghĩ của cuộc đời nô lệ ở trong Ai Cập còn đọng lại trong họ. Nên Chúa ngài muốn cứu họ ra. Và tuần rồi chúng ta đã học thế nào chúng ta có thể uống chén này để Chúa ngài cởi trói tâm trí của chúng ta, lối suy nghĩ của chúng ta. Vì nhiều ngày tháng chúng ta đã làm nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta đã sống ở trong những cái thương tổn của quá khứ. Chúng ta đau đớn với những cái thương tích của quá khứ. Và nó cứ giữ chúng ta sống một cách giới hạn với những điều cầm buộc chúng ta ở trong quá khứ. Chúa muốn chúng ta uống cái chén của sự giải cứu của Chúa, sự cởi trói của ngài, để chúng ta có thể sống làm những con người tự do trong Chúa. Anh chị em, địa vị chúng ta là những người đã được tự do trong Chúa, nhưng mà tư tưởng của chúng ta, sự suy nghĩ, hành động của chúng ta vẫn còn bày tỏ cái sự sống của một người còn ở dưới ách cai trị. Cho nên chúng ta cần được giải cứu lối suy nghĩ của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta. Vậy chén thứ ba là cái chén mà hôm nay chúng ta sẽ học. Đó là cái chén của sự cứu chuộc. Chúa ngài hứa rằng ngài sẽ chuộc họ ra khỏi xứ Ai Cập để họ có thể trở lại với lại cái sự sống mà Chúa ngài đã định làm tuyển dân của Chúa chứ không phải là người nô lệ nung gạch cho Pharaoh. Họ có thể kinh nghiệm được một cái sự sống đúng như ý định mà Chúa ngài đã định khi ngài dựng nên họ, ngài thành lập đất nước của họ khi Chúa bước vào giao ước với tổ phụ của họ là Abraham để có thể làm con dân của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ với nhau cái chén thứ ba này là cái chén của sự cứu chuộc. Như vậy chúng ta cần phải định nghĩa đó là chữ cứu chuộc có nghĩa là gì. Ở trong tiếng Anh cái chữ redeem, cái chữ redeem có nghĩa là gì? Cứu chuộc có nghĩa là mua về, chuộc trở về, trả một cái giá để chuộc một cái vật gì đó hoặc là một con người trở về, hay là trả lại cho cái người đó cái mục đích nguyên thủy của nó. Để chúng ta có thể sống và thực hiện điều mà Chúa ngài đã dựng nên chúng ta để làm theo, Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến việc cứu rỗi họ và cởi trói họ, giải thoát họ, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài đeo đuổi công việc là ngài khiến cho họ có thể sống theo đúng kế hoạch mà Chúa ngài đã dành cho họ. Ngài muốn mang họ trở về với chương trình nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là ý định của Chúa. Chúa ngài muốn chuộc chúng ta trở về để chúng ta có thể sống đúng theo như cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời ngài đã tạo tác nên chúng ta. Để chúng ta có thể kinh nghiệm một cuộc sống đầy ý nghĩa, một đời sống hết sức là phước hạnh ở trong ơn của Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được hạnh phúc thật ở trong ơn của Chúa là như thế nào. Chúa có một kế hoạch dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Và Chúa ngài đã định trước, rồi ngài dựng nên chúng ta để làm thành cái kế hoạch đó. Theo từ điển Webster, định nghĩa của từ cứu chuộc, redeem,
có nghĩa là mua về để được tái sở hữu. Anh chị em để ý, đây là một cái điều rất là quan trọng. Chúa chuộc chúng ta trở về để chúng ta bây giờ được thuộc về Chúa trở lại. Cảm ơn Chúa. Trong câu chuyện có một chú bé kia làm một cái chiếc tàu nhỏ với một cái mô hình của nó. Và khi hoàn tất thì cậu đem ra bờ hồ để cậu thả. Có một sợi dây nhỏ giữ theo. Có một cái buồm mà cậu làm nên. Thì thình lình gió mạnh thổi và buồm nó bọc gió. Nó kéo và đứt dây. Rồi sóng nó làm cho cái chiếc tàu của cậu bị lạc mất đi. Cậu rất là buồn vì một cái tác phẩm của mình đã bị mất. Mấy ngày sau cậu đi ngang một cái cửa tiệm bán đồ chơi thì thấy cái chiếc tàu rất là quen thuộc được trưng bày ở trong cái chỗ đó. Cậu vào nói rằng đó là chiếc tàu tôi đã tạo nên. Thì cái người chủ nói rằng có người vừa mới mang vào đây để bán, cho nên nếu con muốn được chiếc tàu này trở lại con phải trả tiền cho nó. Cậu chạy về nhà với cái giá mà ông nói rằng $1, cậu về gom hết tiền bạc của mình và đã đem lại trả cho ông chủ. Và ôm cái chiếc tàu trong lòng của mình và nói rằng bây giờ ta làm chủ ngươi gấp đôi, bởi vì trước đây ta đã tạo nên ngươi như thuộc về ta. Bây giờ ta đã tìm gặp ngươi khi lạc mất và ta chuộc ngươi trở lại. Bây giờ ngươi thuộc về ta gấp đôi, được tái sở hữu. Đó là hình ảnh mà Chúa Ngài muốn cho chúng ta thấy. Chúng ta được Chúa Ngài dựng nên, chúng ta thuộc về Ngài. Nhưng mà rồi ở trong cái cuộc sống chúng ta phạm tội, chúng ta vấp ngã và chúng ta trở nên nô lệ của Satan. Chúa từ trời đến và Ngài trả một cái giá rất là đắt, là chính mạng sống của Ngài, huyết của Ngài ở trong sự hy sinh của Đức Giê-xu để chuộc chúng ta trở về. Bây giờ chúng ta không còn chỉ là con của Chúa bởi sự sáng tạo, nhưng mà bây giờ lại làm con của Chúa bởi sự cứu chuộc. Nhưng bây giờ chúng ta được Chúa Ngài tái sở hữu, Ngài chuộc chúng ta về để chúng ta làm con cái của Chúa một cách trọn vẹn. Cảm ơn Chúa. Ở ý nghĩa thứ hai của định nghĩa của sự cứu chuộc đó là thay đổi để trở nên tốt hơn. Đây là một cái cải cách ở trong đời sống của chúng ta. Chúa muốn thay đổi tình hình để khiến cho hoàn cảnh của chúng ta được cải cách, được tốt hơn. Thứ ba đó là sửa chữa. Những cái gì sai trật được sửa trở lại. Như vậy sự cứu chuộc là gì? Theo định nghĩa đơn giản là trở lại làm điều mình đáng lý phải làm. Trở lại làm điều mình đáng lý phải làm. Không phải là đúc gạch cho Pharaoh ở trong hố của đất sét. Chúa Ngài dựng nên và Ngài chọn tuyển dân của Ngài không phải để làm nô lệ trong xứ Ai Cập. Không phải làm những người đúc gạch rồi nung gạch và sống lam lũ ở trong cái đống đất sét đó. Nhưng mà Chúa muốn chuộc họ để mang họ trở về trong vị trí để họ có thể sống đời sống kết quả và thỏa lòng. Đây là điều lý thú anh chị em. Chúng ta có thể thấy quyền năng của sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời ở trên dân Israel một cách rất là lạ lùng. Đến ngày hôm nay, chúng ta thấy những bộ óc khôn ngoan nhất ở trong lịch sử là những người Do Thái. Chúa đem những con người nô lệ đã bị roi của những người cai họ đánh ở trên lưng của họ. Họ chỉ là những người đúc những cái viên gạch. Trở nên những người được Chúa Ngài chuộc về cho mục đích nguyên thủy. Và chúng ta thấy những cái bộ óc khôn ngoan nhất thế giới ngày hôm nay đó, chúng ta biết rằng trong đó người Do Thái rất là nhiều. Ở trong số 194 người, ở trong số 850 người nhận được giải Nobel là người Do Thái. 24% trong số tất cả những cái giải Nobel được phát ra từ năm 1901 cho đến năm 2014, có 194 cái giải Nobel thuộc về người Do Thái. Trong khi đó họ chỉ là 0.2% dân số trên thế giới mà họ chiếm được 24% cái giải Nobel ở trên thế giới này. Thật là một dân tộc được Chúa Ngài chuộc về. Anh chị em thử hình dung những con người nô lệ trong 400 năm như vậy, bây giờ trở nên những người có những bộ óc khôn ngoan, những con người có thể làm nên những cái phát minh mà chúng ta thấy rằng thế giới phải công nhận.
họ là những người khôn ngoan. Và khi nói đến những người khôn ngoan thành công và những người đã ảnh hưởng một cách mạnh mẽ trên thế giới, người ta liền nghĩ đến người Do Thái. Anh chị em, Đức Chúa Trời cũng muốn làm điều đó cho chúng ta, cho hậu tự của chúng ta và cho dân tộc của chúng ta. Con cái của chúng ta có thể trở nên những người hùng mạnh ở trên đất này. Con cái của chúng ta có thể trở nên những người thành công ở trong xã hội và trong công việc của vương quốc của Đức Chúa Trời khi chúng ta đón nhận cái sự cứu chuộc của Chúa cho đời sống của chúng ta, áp dụng vào trong gia đình của chúng ta. Chúng ta trưởng dưỡng những người con trở nên những người hùng mạnh ở trên đất này. Chúa đã làm cho người Do Thái tiềm năng đó vẫn dành cho hết thảy chúng ta. Thật ra người Việt Nam của chúng ta cũng là những người rất là khôn ngoan. Trong những năm đầu khi người Việt chúng ta đặt chân đến nước Mỹ này, con cái người Việt Nam luôn luôn đậu thủ khoa ở trong các trường trung học. Đức Chúa Trời ngài có một cái chương trình rất là đặc biệt cho dân tộc của chúng ta. Và Đức Chúa Trời ngài muốn chúng ta là những con người Việt Nam, là những con người nhận biết và nghe được tiếng gọi của ngài, chúng ta đáp lại và chúng ta để Chúa ngài cứu chúng ta ra khỏi sự nô lệ của thờ cúng hình tượng, là những vật vô tri, nó không thể giúp đỡ chúng ta được để trở lại thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống là đấng đã dựng nên chúng ta. Khi Chúa ngài rút chúng ta ra khỏi cái đời sống đó, ngài cởi trói chúng ta để chúng ta không còn sống như tuần rồi chúng tôi đã mời anh chị em suy nghĩ một hình ảnh, đó là bị giới hạn, bị trói buộc. Chúng ta bị giới hạn bởi mình nghĩ về mình quá thấp. Mình nhớ câu chuyện mà tôi kể về chú voi không? Tôi nhắc lại một số anh chị em không có mặt ở đây. Có một cái đoàn xiếc. Cái lều của họ bị phát quả. Nó cháy rụi xuống. Khi sở cứu quả đến nơi thì họ thấy một cái cảnh rất là quái gở. Họ không hiểu nổi. Đó là có một chú voi đứng chịu trận cho đến khi chết. Mà cái điều họ không hiểu đó là chú voi, cái chân của nó bị xiềng bằng dây xích ở tại cổ chân của nó vào ở trong không phải một cái cột nhưng mà một cái cọc bằng tre. Họ hiểu nói tại sao cái con voi này có một cái sức mạnh lớn như vậy mà nó lại đứng tại chỗ để chịu trận cho đến khi chết cháy như vậy. Họ không hiểu nổi. Thì cái người huấn luyện nó đã khóc mà giải thích. Đó rằng chúng tôi đã huấn luyện nó như vậy. Bắt nó từ nhỏ, đem nó ra khỏi cái bầy của nó và mang về thì chúng tôi huấn luyện bằng cách là nhốt nó trong một cái chuồng làm bằng những cái trụ, những cái cây rất là lớn, rất là chắc, xiềng chân của nó lại. Nên chị em lên YouTube, anh chị em có thể xem người Thái Lan cũng như Ấn Độ, họ huấn nhục những con voi. Một cái phương pháp ngày hôm nay cộng đồng thế giới đang lên án và cấm cái việc đó bởi vì nó quá ác. Xiềng cái chân của con voi còn nhỏ đó trở lại vào trong một cái cây cột. Rồi họ chêm cây thêm vào để cho nó không nhúc nhích được. Mỗi lần nó nhúc nhích và muốn giằng co để bứt gọi cái sợi dây xích đó thì cái cây cột quá cứng, quá chắc, nó không làm được. Và mỗi lần nó làm như vậy thì nó bị phạt là người ta lấy một cái cây gậy có cái mũi bằng sắt gõ trên sọ của nó. Cho nên nó nhận thấy một điều, nhúc nhích là bị đòn, bị phạt. Và đi đến một cái lúc đó là nó thấy rằng nó không thể nào thắng được khi sợi dây xích cùm vào ở trong cổ chân của nó và vào một cái cây gì đó, một cái cột gì đó, thì nó không thể nào thắng được. Và khi cái tinh thần của con voi đó bị bẻ gãi, bị nhục như vậy đó, thì sau này khi người ta dắt nó đi ở trong đoàn xiệc, cùm cái chân nó lại trong sợi dây xích, rồi cái cột đằng kia đó không phải là một cái cột to mà chỉ là một cái cọc bằng tre nhỏ cắm xuống đất, xiềng cái sợi dây vào đó, thì nó đã in trí rồi là nó không thể nào thắng được. Đó là lý do con voi đó đã đứng chịu trận cho đến khi chết chạy. Anh chị em, nhiều cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta đã in trí khi từ nhỏ mình bị nói nặng, mình đã bị làm nhục. Mày là cái thằng không ra chi hết. Cuộc đời của mày không có nên gì hết.
người ta chửi những cái câu ở trên con cái của mình và làm nhục con cái mình. Có những cha mẹ người Việt Nam cởi truồng con cái của mình đứng ở giữa đường cái, làm cho nó nhục, để nó xấu hổ, nó không tái phạm cái việc nó làm nữa. Tưởng đâu như vậy, không ngờ đó là khi nó nhục và tinh thần của nó đã bị nhục như vậy đó, nhục chí rồi đó, thì nó sẽ buông xuôi cuộc đời và nó cứ lao vào ở trong những sự đau khổ càng hơn. Họ mắng con một cách rất là nặng nề. Tôi nhớ có một bà láng giềng, mỗi lần mà bà mắng con bà rất là giận. Bà nói mày là cái thằng thầy không ra thầy mà thợ không ra thợ, ở đời không ai nhờ. Cảm ơn Chúa là tôi không phải con của bà, nhưng mà ở kế bên cạnh cũng nghe cái câu đó. Thầy không ra thầy, thợ không ra thợ, ở đời không ai nhờ. Có một bà láng giềng khác, bà chửi con của bà, có nhiều lúc mình nghe, nó nói tao biết mà đẻ mày ra như vậy, tao đẻ cái trứng tao luộc ăn còn sướng hơn là đẻ mày. Mọi người lớn vì vô tình hay là cố ý đã cột chúng ta vào ở trong những cái cột mà chúng ta nói rằng tôi là ai mà có thể thoát ra được, mà sống khác hơn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tin vui của Ngài là Ngài đến để Ngài giải cứu chúng ta, cởi trói chúng ta và nói rằng con là một tạo vật mà ta dựng nên mới ở trong ta. Con có thể làm tất cả những gì mà ta nói con có thể làm được. Cái sự xác nhận của Chúa trong đời sống của chúng ta là điều mà hết thảy chúng ta cần. Anh chị em có những cái say mê, những cái ao ước ở trong đời sống của chúng ta. Ngay từ nhỏ khi chúng ta mới sanh ra, Chúa Ngài đã đặt ở trong chúng ta. Hỏi một đứa nhỏ từ 3, 4 tuổi, 5 tuổi, hỏi nó cho lớn lên con muốn làm gì, thì chúng ta sẽ nghe một cái say mê thật mà Đức Chúa Trời đã đặt ở trong lòng nó, một cái passion ngay từ nhỏ. Nhưng mà lớn lên thì người lớn đổi cái say mê đó. Không, con làm cái đó nghèo chết con ơi. Phải theo như thế này, theo như thế kia. Và khiến cho cái nhỏ lớn lên thì bây giờ đi theo một cái điều nó nghịch lại với lại cách mà Chúa Ngài đã tạo dựng nên cái đứa trẻ đó. Đó là do chúng ta sống ở trong cuộc đời, chúng ta có cái cảm giác là còn thiếu cái gì đó. Cho đến khi chúng ta khám phá ra được và bước vào làm đúng cái công việc mà Chúa Ngài dựng nên chúng ta, lúc bây giờ chúng ta mới thấy vui thỏa, chúng ta mới thấy hạnh phúc, chúng ta thấy rằng cuộc đời thật là ý nghĩa. Mỗi buổi sáng tôi có thể thức dậy và làm công việc này là bởi vì Chúa Ngài đã dựng nên tôi và Ngài đã cho tôi một cái mục đích một cách rất là rõ ràng ở trong đời sống, và Ngài dựng nên tôi cho mục đích đó. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, như con sư tử nó thích săn mồi, như con chim ưng nó muốn tung cánh của nó để lượn gió, như con ngựa với cái sức của nó để chạy. Và chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, nếu mà người ta cướp đi những điều đó của những con thú, thí dụ như cắt móng của nó thì con sư tử chịu trận. Nhổ lông cánh của con chim đại bàng thì nó không thể nào tung cánh của nó được. Người ta thiến, người ta giới hạn con ngựa Stalin, thì chúng ta thấy rằng làm cho nó không còn sống đúng với lại cái mục đích mà nó được dựng nên. Cuộc đời có chiều hướng làm điều đó cho đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta không thể nào kinh nghiệm được những phước hạnh mà Chúa Ngài định cho đời sống của chúng ta. Chúa muốn phục hồi chúng ta trở lại với kế hoạch nguyên thủy của Chúa. Ngài đã dựng nên chúng ta với một thiên chức và một thiên mệnh để chúng ta có thể sống và thực hiện. Câu hỏi trong chỗ này là tại sao có quá nhiều người, xin lỗi, có quá ít người uống cái chén này. Có quá nhiều người trật mất cái phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Tại sao có quá ít người uống cái chén này? Câu trả lời nằm ở chính ở trong lời hứa trong câu 6 mà chúng ta thấy tại đây, Xuất Thế Ký chương 6 câu 6. Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Và anh chị em bắt đầu để ý, ta sẽ giơ thẳng tay ra dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Chúa cứu chuộc chúng ta bằng cách giơ thẳng tay của Ngài ra. Tại sao? Một cái nan đề mà chúng ta gặp đó là sự thấp kém ở trong tư tưởng của chúng ta. Hầu hết con người chúng ta có một cái nhìn không chính xác về chính mình.
Nó đến từ quá khứ, nó đến từ nan đề, nó đến từ những cái lỗi lầm của chúng ta. Rồi xã hội cũng như cái thế gian hệ thống lại tìm cách để củng cố những điều đó. Nó nói một thằng mà nó đã từng nghiện ngập thì nó sẽ tiếp tục làm người nghiện ngập, không thể thay đổi được. Cái thằng mà trộm cướp thì suốt cuộc đời của nó là trộm cướp. Anh chị em có thấy không? Nhưng mà tạ ơn Chúa, ở trong Đức Chúa Jesus Christ, những tên trộm cướp đã trở nên những thánh nhân và được Chúa nghe sử dụng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đời người ta có những cái điều, cái lối suy nghĩ mà nó làm cho con người của chúng ta bị, chúng ta thấy nó xây dựng những cái tư tưởng tiêu cực đó trên đời sống của chúng ta, và khiến cho chúng ta khi nghe những việc lớn Chúa muốn sử dụng chúng ta thì chúng ta không dám tin. Chúng ta nói rằng ôi tôi chỉ là người phàm xác thịt mà mục sư. Chúng ta không dám nói thẳng với Chúa, nhưng mà đèo mục sư xuống nói thôi, tại vì không tin nổi. Nhưng mà xin Chúa ban phước để chúng ta được cởi trói khỏi những cái lối suy nghĩ một cách không chính xác về chính mình. Anh chị em, lời của Chúa, chúng ta trở lại với mục đích nguyên thủy của Chúa khi Chúa ngài nói đến ở trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26. Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta, ba ngôi Đức Chúa Trời thảo luận với nhau, chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Để chi? Để quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng một mọi vật sống hành động trên mặt đất. Ôi Chúa dựng nên chúng ta không phải giống như con khỉ, khi người Việt chúng ta gọi là cốt khỉ. Cũng giống như là con trâu khi tuổi sửu. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Đó là cái sự khác biệt rất là lớn lên cho em. Chúng ta khác hơn muôn loài, bởi vì chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Đó là sự khác biệt. Có một luật sư nổi tiếng của nước Mỹ đang sống ở tại Texas của chúng ta tại đây. Đó là Mark Lanier. Ông có một cái lập luận với những người vô thần đến và thách thức ông, nói rằng tại sao anh là một cái người không ngoan, là một người luật sư thành công như vậy mà anh dám, anh lại tin nơi một Đức Chúa Trời. Tôi thì không tin có Đức Chúa Trời, tôi là người vô thần. Ông lập luận một cái rất là hay, ông nói rằng ồ, nếu mà anh tin như vậy thì cho tôi xin hỏi anh một câu. Đó là nếu anh tin rằng con người chúng ta tự nhiên mà có từ một đơn tế bào rồi chúng ta cứ tiến hóa được như ngày hôm nay, thì cái câu hỏi của tôi đó là tại sao con người của chúng ta ăn không ăn thịt người? Nó nói rằng tại sao ăn thịt người? Nếu con người nó cũng giống như những con thú kia thì chúng ta đang phí phạm một số gọi là chất đạm, chất protein rất là lớn. Mấy người già già đem ra làm thịt ăn thịt hết. Anh kia nó đâu có được. Rồi tại sao không được? Nếu mà mình tiến hóa từ một đơn tế bào lên thì tại sao mình phí phạm bao nhiêu thịt mỡ da đủ thứ hết trơn vậy? Nó không, không không, mình đâu thể ăn thịt người được. Ủa tại sao không? Anh không có câu trả lời thì người luật sư này mới nói cái điều mà anh biết rằng không thể nào vi phạm được. Con người khác hơn những con vật khác bởi vì con người được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Cho nên cái giá trị của chúng ta nó khác. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài dựng nên chúng ta và chúng ta là một tạo vật khác hơn tất cả những tạo vật khác. Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài và cho mục đích của Chúa. Cho nên chị em thấy cái thấp kém là điều mà lý do tại sao khiến cho người ta không thể nào uống được cái chén của sự cứu chuộc này. Từ suy nghĩ của chúng ta cũng như những nan đề, những lỗi lầm ở trong quá khứ. Hãy để Chúa chữa lành những thương tổn, cất đi và chữa lành những cái vết sẹo của ngày hôm qua, để chúng ta có thể kinh nghiệm được một sự sống mới, một sự sống của một con người được tự do trong Chúa. Bởi vì ai trong Đấng Christ thì nấy được dựng nên mới, mọi sự cũ đều qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đây là điều mà Đức Chúa Trời ngài sẵn sàng làm. Thi Thiên 18 câu số 35 theo bản hiện đại chép: Chúa trao tôi tấm khiên cứu rỗi, tay phải ngài bảo vệ ẩm bồng, Chúa nâng tôi lên hàng cao cả. Theo bản dịch hiện đại và theo bản dịch mới thì được dịch như thế này: Ngài ban cho tôi thuẫn cứu rỗi,
tay phải Ngài nâng đỡ tôi, sự giúp đỡ của Ngài làm cho tôi vĩ đại. Cảm ơn Chúa. Sự giúp đỡ của Ngài làm cho tôi vĩ đại. Anh chị em thấy một hình ảnh tuyệt vời tại đây. Khi dân Israel ở trong cái hố mà họ đang móc gạch, móc đất sét để làm gạch, thì Chúa Ngài cúi xuống trong quyền năng của Ngài và nắm và kéo họ lên. Chúng ta cũng vậy, trước đây ở trong cái hố của tội lỗi, làm nô lệ cho Satan, Chúa Ngài đến thế gian này. Philip chương 2 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đi xuống 7 lần, 7 cái cấp bậc, 7 cái bước. Ngài bỏ qua cái sự vinh quang giàu có của Ngài, địa vị của Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống đến cái mức độ thấp nhất. Đó là Ngài chịu chết trên cây thập tự. Là cái chết của một người thuộc về dân bị trị. Đối ở trong xứ La Mã, đế quốc La Mã, người có quyền công dân La Mã khi họ bị xử tử thì người ta chặt đầu chứ không có đóng đinh ở trên thập tự giá như Chúa Giêsu Ngài đã chịu. Mà chỉ có những nước của những con người, các quốc gia, các dân tộc bị đế quốc La Mã cai trị thì họ mới đóng đinh tử tội. Chúa Giêsu Ngài xuống thấp đến như vậy. Để chi chứ anh chị em? Để khi Ngài xuống tới ở nơi thấp nhất thì Đức Chúa Trời vì đó đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Và trên đường Chúa Ngài đi lên, Ngài nắm chúng ta và Ngài kéo chúng ta lên. Ngài biến chúng ta trở nên những người vĩ đại cho Chúa. Đừng nghĩ như chú voi đó nữa, nhưng mà hãy nghĩ theo như ý của Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể làm những người vĩ đại cho Chúa. Anh chị em là những người thành công. Anh chị em là những người sẽ có những bộ óc khác thường. Khi chúng ta có lối suy nghĩ của Đức Chúa Jesus Christ, khi chúng ta để lời của Chúa cải quấn chúng ta lại, để chúng ta không còn suy nghĩ một cách tầm thường như những người lầm lũi đi trong cuộc đời này tìm bạc cắt, thì chúng ta nói rằng không có tương lai gì hết, cho nên mình lầm lũi đi. Hãy để Đức Chúa Trời nâng mặt chúng ta lên, để chúng ta nhìn lên và thấy rằng tương lai của chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ là một tương lai phước hạnh. Chúng ta là những con người Chúa làm cho chúng ta vĩ đại trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Ngài cúi xuống nâng chúng ta lên. Ngài cúi xuống chỗ chúng ta hiện tại và nâng lên làm cho chúng ta trở nên những người vĩ đại cho Chúa. Đức Chúa Trời thấy sự vĩ đại ở trong con dân của Ngài. Làm sao chúng ta biết? Vì Ngài dựng nên chúng ta giống như Ngài. Ngài dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Nên khi Chúa nhìn mỗi một chúng ta, Chúa thấy sự vĩ đại của Ngài ở trong chúng ta. Khi chúng ta mời Chúa trở lại trong cuộc đời của mình, Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta và Ngài thấy đây là những con người vĩ đại. Chúa thấy Ngài ở trong chúng ta, đấng vĩ đại đang ở trong chúng ta. Anh chị em còn nhớ chúng ta đã học thư Roma nhắc cho chúng ta cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại thì người chết đang ở trong chúng ta. Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn kẻ trong thế gian. Cảm ơn Chúa, đấng vĩ đại đang ở trong chúng ta. Cho nên bây giờ khi Đức Chúa Trời Ngài nhìn chúng ta sau khi Ngài cứu chúng ta, Ngài cởi trói chúng ta và Ngài chuộc chúng ta về, Ngài thấy chúng ta là những con người vĩ đại trong Chúa. Ngài thấy chính mình Ngài trong chúng ta. Chúng ta là phản ảnh của Đức Chúa Trời ở trong cuộc đời này. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời thấy sự vĩ đại trong chúng ta khi chúng ta không thấy cho chính mình. Cho nên Chúa Ngài dùng nhiều cách khác nhau. Và hôm nay một trong những cách đó là Chúa mời chúng ta uống cái chén thứ ba này, cái chén của sự cứu chuộc trở về, để đời sống của chúng ta có thể được Chúa Ngài kiện toàn trong ơn của Chúa. Chúa thường dùng một người khác để tỏ ra cái tiềm năng và sự vĩ đại tiềm ẩn ở trong chúng ta. Nhiều khi chúng ta không thấy, Chúa dùng một ai đó, một người có ơn của Chúa, hay là một người được Chúa Ngài hé mở cho đọc được một trang trong cái cuốn sách của cuộc đời chúng ta mà Chúa Ngài đã chép rồi. Họ thấy điều đó và có những lời tiên tri trên chúng ta. Họ có những lời khích lệ trên chúng ta. Cho đến ngày hôm nay hơn 15 người, các sứ giả cũng như là những người có ơn của Chúa gặp tôi thì họ nói rằng ở trong ông mục sư có nhiều cuốn sách lắm, cần phải viết và để lại cho hậu thế và chia sẻ những cái sự dạy dỗ phước hạnh của Chúa cho ông mục sư, cho hậu thánh chung của Chúa.
gia đình Suya tương lai của chúng tôi, chị cũng nhắc cái điều đó. Nói, mục sư ơi, những phép lạ mà Chúa làm qua chức vụ của mục sư, những việc mà Chúa dạy mục sư cần phải chép lại để khi mà Chúa cất mục sư đi rồi, hay là mục sư già rồi đó, thì chúng ta không có cướp đi của thế giới những cái phước hạnh mà đáng lý họ có thể có được khi họ đọc được những câu chuyện đó. Tôi thì không thấy được cái điều đó trong tôi. Tôi nói rằng viết mà thành sách, bút xa gà chết. Họ đem cuốn sách của mình ra, họ xé manh, xé múm, họ phê bình đủ mọi thứ đó. Thì cái đó nó còn phiền toái hơn nữa. Nhưng mà dần dần tôi thấy Chúa Ngài nhắc nhở cho tôi, để Đức Chúa Trời binh vực điều đó, đó là việc của Ngài. Phải không chị em? Tôi không có chịu trách nhiệm trong vấn đề phép lạ Chúa làm. Chúa làm phép lạ, mình chỉ kể lại công việc Chúa làm. Còn bây giờ ai có thắc mắc, hỏi Chúa. Amen anh chị em. Có những người đã đến ở trên đời sống của anh chị em và họ nói những cái điều cao trọng của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. Họ có những lời tiên tri cho chúng ta. Chúng nói rằng Chúa Ngài muốn sử dụng chúng ta, Chúa Ngài muốn làm những công việc lớn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Hãy để Chúa Ngài làm việc, là Ngài đưa tay thẳng của Ngài ra để cứu chúng ta ra khỏi cái chỗ mà chúng ta cảm thấy mình thấp kém đó. Để Chúa Ngài kéo chúng ta lên và đặt chúng ta làm những con người vĩ đại cho Chúa. Ê-phê-sô chương 2 câu 10 cho chúng ta thấy, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Bây giờ xin xem cái bản hiệu đính ghi lại cho chúng ta ở tại đây. Rất là tuyệt vời anh chị em. Vì chúng ta là những tuyệt tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Jesus Christ để thực hiện những công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta, để chúng ta cứ theo đó mà sống. Hay quá, tôi mời anh chị em nghe trở lại. Cái bản dịch này rất là chính xác. Tôi nghiên cứu ở trong bản tiếng Anh và nguyên tác, thì anh chị em để ý đi. Vì chúng ta là những tuyệt tác phẩm của Đức Chúa Trời. Ở trong tiếng Anh là masterpiece, một tuyệt tác phẩm, được tạo dựng trong Đức Chúa Jesus Christ để thực hiện những công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta. Anh chị em, lời của Chúa cho chúng ta biết Đức Chúa Trời có chuẩn bị trước cho chúng ta những công việc lành để chúng ta cứ theo đó mà sống. Anh chị em, cái bản chỉ dẫn hướng dẫn cuộc đời của chúng ta là lời của Đức Chúa Trời, để chúng ta sẽ làm đúng theo như điều mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta, những cái công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta, để chúng ta cứ theo đó mà sống. Chúng ta không sống dựa trên dư luận, chúng ta cũng không sống dựa trên cái trào lưu của cuộc đời, nhưng chúng ta sống dựa trên điều mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta. Anh chị em, đây là cốt lõi của vấn đề. Nếu anh chị em quên hết những điều mà tôi chia sẻ trong ngày hôm nay, cái chén của sự cứu chuộc của Chúa là như thế này. Chúa dựng nên chúng ta bởi vì Chúa Ngài có một mục đích của Ngài cho đời sống của chúng ta. Chúa có mục đích của Ngài cho đời sống của mỗi một chúng ta trước, rồi Ngài mới kết tạo chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta theo cái mục đích đó. Đây là một cái lối suy nghĩ đúng theo lời của Chúa, nó ngược lại với lại suy nghĩ của những người chung quanh của chúng ta. Đó là Đức Chúa Trời Ngài dựng nên chúng ta rồi cho chúng ta một cái mục đích. Không, lời của Chúa nói cho chúng ta đó là Đức Chúa Trời Ngài có mục đích cho đời sống của chúng ta, rồi Ngài dựng nên chúng ta theo mục đích đó. Cho nên khi chúng ta sống đúng với điều mà Chúa Ngài đã định và dựng nên chúng ta thấy hạnh phúc, chúng ta thấy thỏa lòng là như vậy. Không cần ai trả tiền, chúng ta cũng vẫn làm công việc đó, bởi vì nó đúng với cái điều chúng ta say mê và đúng với tâm lòng của chúng ta. Anh chị em, không cần ai trả tiền, không ai làm gì hết. Thì tôi, nó là mỗi sáng thức dậy thì công việc của chúng tôi là sẵn sàng để chia sẻ lời của Chúa. Và bắt tôi làm công việc gì khác thì khó, bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã có một cái mục đích của Ngài cho đời sống của tôi, và rồi Ngài đã dựng nên tôi cho cái công việc này. Và Chúa dùng những người xung quanh để nói điều đó. Tôi nhớ lớp thánh kinh mùa hè,
Cái năm đó Hội Thánh dạy ở trong cái đề tài về tiên tri Eli, chức vụ của tiên tri Eli. Tôi nhớ học cũng giống như các anh chị khác, các bạn khác ở trong lớp. Nhưng mà đến cái ngày mãn khóa của Thánh Kinh mùa hè thì tôi nhớ thầy truyền đạo Trịnh Chí Bình, ông đã đến, ông nói rằng con cần phải chia sẻ lại với Hội Thánh về điều mà con đã học. Anh chị em mà có sinh hoạt ở tại Việt Nam trong lối giáo dục của Cơ Đốc giáo dục thì có cái mấy cái tấm màn bằng nỉ, anh chị em có biết không, có nhớ không? Bằng nỉ và những cái hình thì phía sau họ có dán những cái miếng giống như giấy nhám vậy đó, mình in vô một cái là nó nằm ở chỗ đó. Tôi nhớ tôi đứng lên và làm chứng lại thế nào tiên tri Ly đã được Chúa Ngài lấy xe và ngựa lửa tiếp rước đi. Tôi dán cái hình in đó. Vâng, thì có những người lớn ở trong Hội Thánh họ đến, họ nói mày chắc là mục sư trong tương lai. Tôi nói không dám đâu, tại vì thấy các mục sư trong thời đó khổ quá. Tôi là nghĩ trong lòng, tôi nói rằng làm cu ly vác mướn được chứ còn làm mục sư không dám đâu. Tôi không ngờ là Đức Chúa Trời Ngài đã dùng những người đó. Có thể họ không hiểu hết những điều họ nói, nhưng mà đã giúp cho tôi khám phá ra được một điều, đó là Đức Chúa Trời Ngài đã định, đã chọn như vậy rồi, để tôi sẽ là người rao giảng và chia sẻ, dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời Ngài không dựng nên chúng ta rồi giao cho chúng ta một công tác. Hoàn toàn ngược lại, Đức Chúa Trời có một cái công tác và mục đích cho chúng ta trước, rồi Ngài dựng nên chúng ta cho mục đích đó. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta với một mục đích rất là đặc biệt. Ngài đã thiết kế rồi trước khi Ngài dựng nên chúng ta cho mục đích đó. Và chúng ta là tuyệt tác phẩm của Đức Chúa Trời. Nên chị em chưa dám tin cái điều đó, tôi nói lại một lần nữa, bây giờ xin đặt tay trên ngực của mình và nói theo tôi là tuyệt tác phẩm của Đức Chúa Trời. Sao nhỏ không anh chị em? Chưa dám tin à? Theo như lời Chúa thì tôi là một tuyệt tác phẩm của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ không có chỗ nào là khuyết điểm hết. Ở trong Đức Chúa Jesus Christ và chúng ta tiếp tục nhận cái phước hạnh, sự sống của Ngài, quyền năng của Đức Thánh Linh đổ trên đời sống của chúng ta thì không có cái chỗ khuyết điểm. Bởi vì chúng ta là tuyệt tác phẩm mà Chúa Ngài đã dựng nên chúng ta. Nhất là khi chúng ta ráp lại với những tuyệt tác phẩm nó thì sẽ trở nên một bức ảnh tuyệt vời mà Chúa Ngài đã định. Cảm ơn Chúa. Điều thứ nhì mà chúng ta thấy nhiều người chưa được uống cái chén của sự cứu chuộc này, đó là vì bị lạc hướng. Satan không bao giờ muốn chúng ta uống chén của sự cứu chuộc này, cho nên nó tìm cớ ngăn trở. Nó tạo nên những ngăn trở trong cuộc đời. Tôi tạm gọi cái danh từ là nó thọc gậy bánh xe. Chúng ta đang trên con đường đi vào trong thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định. Nó chọc một cái cây gậy vào và khiến cho cằm của chúng ta bị cong, cái bánh xe của chúng ta nó bị gãy. Và chúng ta nằm ở bên lề đường đó. Và chúng ta nói rằng chắc là mình tưởng tượng quá, chứ còn vĩ đại là cái tuyệt tác phẩm của Chúa, chắc chuyện trong Kinh Thánh, chứ còn thời ngày hôm nay thôi mình ráng cắn răng chịu, định mệnh đã định cho mình như vậy. Anh xem có thấy không? Rất là dễ. Bởi vì nó đánh lạc hướng chúng ta. Đánh lạc hướng chúng ta. Chúng ta đeo đuổi những gì Đức Chúa Trời Ngài muốn ban cho chúng ta, như Hội Thánh VBC đây đang đeo đuổi, thì có những việc Satan nó xen vào, nó chọc gậy vào trong cái bánh xe của chúng ta, làm cho chúng ta phải bị giới hạn và làm cho chúng ta phải bị mất thời gian trong cái sự khó khăn đó. Và cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời biết hết tất cả mọi sự. Và Ngài đã từng làm công việc cho dân Israel thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta. Anh chị em phải nhận biết rằng có một cái sự ngăn trở đến từ ma quỷ trong cuộc đời của chúng ta. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 câu 18 chép: vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là Phao-lô, nhất là tôi Phao-lô muốn đi đến cùng anh em, nhưng Sa-tăng đã ngăn trở chúng tôi. Cái chữ ngăn trở ở trong nguyên tác đó là ekopto, nó có nghĩa là nó đào mương, đào rãnh, nó đắp mô trong cuộc đời của chúng ta, ở trong con đường của chúng ta. Nó muốn gây trở ngại nên nó chặn đường, chắn lối chúng ta. Mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời dùng cái sự đoán phạt nặng
mà cứu chuộc dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời trực diện với những kẻ chống đối con cái của Ngài. Trong khi ác quỷ nó tìm cách phá, không cho con cái của Chúa thấy được những ước mơ của chúng ta được thành sự thật, nó tìm đủ mọi cách để đặt những cái ngăn trở trên đường của chúng ta đi. Nó sử dụng những người khác để ngăn trở, làm thương tổn, gây chi phối và tạo nên những cái thiếu hụt ở trong đời sống của chúng ta. Thì Đức Chúa Trời, Ngài sẽ hành động, Ngài sẽ dùng sự đón phạt nặng mà chuộc chúng ta về. Chúng ta nhìn cái tiến trình Chúa cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Nó làm cái công việc qua Pharaoh, không cho dân sự của Chúa đi. Khi Môi-se đến và nói cho Pharaoh biết ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là Ngài muốn Pharaoh cho dân sự của Chúa đi để gặp Chúa và thờ phượng Chúa tại núi Sinai. Ông nói rằng được, cứ đi. Rồi xong ông đổi ý. Anh chị em nhớ cái điều này. Đức Chúa Trời sẽ trực diện với những người và cũng như những điều chống đối khiến cho chúng ta không thể nào kinh nghiệm được cái thiên mệnh mà Chúa định chúng ta. Đức Chúa Trời, Ngài đã thực hiện một cái nguyên tắc mà tôi nói rằng nếu không để cho con cái của Chúa đi thì Chúa khiến cho kẻ thù của chúng ta sẽ khốn đốn bởi quyền năng của Ngài. Tai vạ thứ nhất xảy ra. Pharaoh nói rằng thôi cho đi, nhưng mà rồi đổi ý. Đức Chúa Trời cho tai vạ thứ nhì đến, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Vì Thánh ghi lại chúng ta đến lúc đó thì lòng của Pharaoh là cứng và không cho dân sự của Chúa đi. Và Chúa làm cho cứng luôn. Đến cái tai vạ thứ 9 thì chúng ta biết rằng nó đến một cái chỗ then chốt rồi. Thì Đức Chúa Trời Ngài đã làm cái công việc mà chúng ta đã học qua về lễ vượt qua. Ngài đã đưa cánh tay thẳng của Ngài ra và Ngài đã làm những công việc lớn lao lạ lùng của Ngài để giúp đỡ và cứu dân sự của Chúa trong khi Ngài phạt nặng xứ của Ai Cập. Đức Chúa Trời đối phó với kẻ thù và thay đổi tình hình cho chúng ta là con gái của Chúa. Roma chương 8 câu 28 chép vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Bao nhiêu sự anh chị em? Điều này có nghĩa là Chúa Ngài có thể gom một chút nước mắt ở đây. Những cái thương tổn mà người khác làm cho chúng ta khốn đốn, những hoàn cảnh nó xảy ra, Chúa có thể gom hết tất cả những điều đó lại làm lợi ích cho những người yêu mến Chúa. Có một số người có thể nghĩ, mục sư à, tôi đã đi quá xa không thể nào trở lại được. Anh chị em, khi Chúa Ngài giơ tay Ngài thẳng ra thì không có chỗ nào là quá xa cho tay của Chúa. Dù chúng ta đang ở trong cái chỗ mà chúng ta không tha thứ cho chính mình, tay của Chúa cũng xa đủ, dài đủ để kéo chúng ta trở về, để chuộc chúng ta về. Đừng ai trong chúng ta đầu hàng bỏ cuộc và nói rằng những cái cầm buộc ở trong đời sống của tôi không thể nào có thể giải quyết được bởi vì quá xa rồi. Cái hoàn cảnh của chúng tôi đã quá tệ rồi. Anh chị em, nó đúng khi không có Chúa, nhưng mà nó hoàn toàn sai khi có Chúa nhúng tay vào trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì các sự ban cho của Chúa và sự kêu gọi của Ngài trên đời sống của chúng ta. Chúa Ngài không bao giờ lấy lại. Roma chương 11 câu 29 chép vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. Cái sự kêu gọi của Chúa trên đời sống anh chị em, cái kế hoạch của Chúa cho đời sống anh chị em, sự ban cho của Ngài không thể nào đổi lại được. Chúa Ngài đã định như vậy. Cảm ơn Chúa. Chén của sự cứu chuộc, làm sao để chúng ta có thể uống chén này? Thứ nhất, chúng ta phải biết rằng chúng ta có ân tứ của Đức Thánh Linh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Roma chương 12 câu 6 chép vì chúng ta là có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói theo lượng đức tin. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng có các sự ban cho khác nhau tùy theo ơn đã ban cho chúng ta.
mỗi người trong chúng ta đều có những cái ân tứ mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Ơn, hay là tiếng Anh là grace, ở trong tiếng Hy Lạp là charis. Khi nói một người có một cái charisma, là một cái người có một cái tính cách rất là đặc biệt, thu hút ai đó, thu hút những người xung quanh. Khi người ta sử dụng cái chữ charismatic, tức là những hội thánh ân tứ đó, là những người là hội thánh sử dụng các thứ ơn Chúa ban cho ở trong sinh hoạt của họ, gọi là những người, những hội thánh ân tứ charismatic. Có những cái ơn Chúa ngài ban cho chúng ta, ơn của Chúa, grace của ngài đó, không phải chỉ là những điều chúng ta không xứng đáng nhận, nhưng mà còn là sức mạnh quyền năng từ Chúa khiến chúng ta có thể làm được những điều Chúa kêu gọi chúng ta. Bởi vì Chúa hậu thuẫn chúng ta và ban cho chúng ta các thứ ơn này. Đây là lời chỉ dẫn từ Chúa, cho nên chúng ta hãy đeo đuổi đúng như lời của Chúa hứa. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 1. Hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương. Cảm ơn Chúa. Bởi vì không có tình yêu thương thì dù chúng ta có nói tiếng lạ, nói tiếng của thiên sứ đi nữa thì cũng không lợi ích gì. Nếu không có tình yêu thương thì dù chúng ta chịu thân của mình bị đốt, hy sinh tử vì đạo đi nữa cũng không có lợi ích gì. Tất cả phải hoạt động và sống ở trong tình yêu thương siêu nhiên mà Chúa ban cho, tình yêu thương vô điều kiện của Ngài. Nhưng mà phần B, anh chị em, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng. Hãy ước ao. Có một cái tổ chức, có một hệ phái, họ viết ra một cái tài liệu để, và rồi tôi tin rằng chính cái điều này nó đã cột trói con cái của Chúa trong cái hệ phái đó. Họ viết một cái tài liệu là chớ cấm mà cũng chớ tìm về các ân tứ của Chúa. Trong khi đó lời của Chúa tại đây thì dạy chúng ta đó là hãy, gì anh chị em, ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Chữ cán tại đây là các sự ban cho thiêng liêng của Chúa, nhiều điều mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta có thể uống cái chén này, thứ nhất bằng cách khám phá ân tứ thuộc linh mà Chúa đã cho chúng ta. Bằng cách nào? Cách tốt nhất để chúng ta khám phá ở cái chỗ Chúa ngài đã dựng và đã tượng nắng lên chúng ta. Đức Chúa Trời ngài có một cái kế hoạch khi ngài dựng nên chúng ta. Ngài đã có một mục đích sắm sẵn trước cho chúng ta, những điều lành sắm sẵn trước cho chúng ta. Rồi Chúa ngài dựng nên chúng ta theo cái mục đích đó. Như vậy thì thiết kế của Chúa dựng nên chúng ta, cái cách mà Chúa ngài đã tạo dựng nên chúng ta sẽ bày tỏ cái thiên mệnh của chúng ta. Thi Thiên 139 câu 13-14 chép: vì chính Chúa đã nắn nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì ngài dựng nên tôi cách đáng sợ lạ lùng. Mấy cụm từ này tuyệt vời phải không chị em? Không phải chúng ta là cái sự lỡ lầm của cha mẹ, không có định, nhưng mà nó lọt ra. Nhưng mà không, anh chị em, lời của Chúa nói rằng Chúa nắn nên tâm thần tôi và dệt thành tôi trong lòng mẹ của tôi. Cảm ơn Chúa. Như vậy chúng ta được sanh ra cho mục đích của Đức Chúa Trời. Đừng ai trong chúng ta bị mặc cảm khi cha mẹ đặt tên cho mình cái thằng Út, rằng Út Mót nữa. Tức là tính Út rồi, nhưng mà rồi thiếu kế hoạch, lầm lỡ lại sanh ra thằng nữa, cho nên đã đạt là Út rồi mà còn Út Mót. Rồi sanh ra thêm thằng nữa, cái thằng Út Chót. Rồi lại sanh ra thêm thằng nữa, cái này là Út Thôi. Không phải anh chị em. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết tại đây là Chúa ngài đã nắn lên tâm thần chúng ta, dệt thành chúng ta, vì chúng ta được dựng nên cái đáng sợ lạ lùng. Kế hoạch của Chúa bày tỏ thiên mệnh của ngài cho chúng ta bằng cách chúng ta nhìn vào nhân cách của mình, trong cái tính cách của chúng ta, bằng cách chúng ta xem các ân tứ mà Chúa ngài ban cho chúng ta, bằng cách chúng ta suy gẫm và tái khám phá lại những cái say mê trong cuộc đời của chúng ta, những ước mơ trong đời sống của chúng ta, những khả năng chuyên môn của chúng ta. Khi chúng ta gom tất cả những hình ảnh này trở lại, chúng ta sẽ thấy rất là rõ cái thiên mệnh, cái thiên chức mà Chúa ngài đã dành cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa.
Một khi chúng ta đã được cứu rỗi, cởi trói, khám phá sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho chúng ta, chúng ta đón nhận thiết kế của Chúa để cuộc đời của chúng ta được ý nghĩa. Bí quyết đó là hãy đến gần với Đấng đã tạo dựng nên chúng ta. Để được Chúa nghe nhắc nhở chúng ta luôn, khi chúng ta bị đánh lạc hướng, Chúa nhắc chúng ta: con ơi, con không được dựng nên để nung gạch cho Pharaoh. Ta có những việc lành mà ta đã sắm sẵn trước cho con làm theo. Ephesians chương 1 câu 10 và 11 chép: cũng trong Ngài chúng ta được chọn làm người thừa hưởng cơ nghiệp được định sẵn theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Đấng hoàn thành mọi sự theo mục đích Ngài muốn, để chúng ta, những người đầu tiên đặt hy vọng trong Đấng Christ, ca ngợi vinh quang của Ngài. Theo bản hiện đại: cảm ơn Chúa, anh chị em ơi, Chúa Ngài dựng nên chúng ta, và Ngài đã có một cái kế hoạch lớn lao cho chúng ta, và chúng ta có thể bước vào và chúng ta sống đúng với những điều Chúa Ngài đã định. Vì chúng ta đã được dựng nên bởi Đấng Christ cho Ngài và vì sự vinh hiển của Ngài. Côlôse chương 1 câu 16 nhắc chúng ta điều đó: vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận vật ở trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Anh chị em, chúng ta được dựng nên vì Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do cái chỗ phước hạnh nhất mà chúng ta có thể ở, đó là đến gần với Đức Chúa Giêsu. Thì chúng ta được dựng nên cho Ngài. Thì thứ hai chúng ta còn làm, đó là phát triển ân tứ thuộc linh của chúng ta. Ở trong Hội Thánh tại đây VBC, chúng tôi tin rằng công việc của chúng tôi là sứ đồ, là mục sư, là giáo sư, để giúp đỡ anh chị em phát triển ân tứ của mình. Và Chúa cho chúng tôi thấy là chúng tôi phải gây dựng một Hội Thánh chung quanh các ân tứ mà Chúa ban cho ở trong đời sống của anh chị em. Thế nên chúng tôi thường nói, anh chị em hiểu điều này, chúng tôi trân quý từng người, vì chúng tôi biết rằng không phải ý của anh chị em chọn, mà Chúa Ngài đã mang anh chị em về đây, ở trong đại gia đình của Chúa tại đây, là bởi vì Chúa Ngài có một món quà Ngài muốn anh chị em có thể hưởng. Cái món quà đó là anh chị em có thể kết nối với Hội Thánh của Chúa ở tại đây, để chúng ta có thể ở trong cái đội hình được Chúa Ngài tuyển chọn, gọi là đội tuyển của Chúa, để chúng ta có thể sống và phát huy được tất cả những gì Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Và công tác của chúng tôi là trang bị để anh chị em có thể làm được việc đó. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về phước hạnh của Ngài dành cho đời sống của chúng ta, phát triển những khả năng mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể làm được công việc. Và đó là cái tiến trình tăng trưởng sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Như tôi thông báo các thứ sáu trong tháng 5, từ ngày 8, ngày 15 và ngày 29 tháng 5, và ngày 5 từ tháng 6, Hội Thánh sẽ mở một cái khóa huấn luyện, các lớp 101 về Hội Thánh, để giúp chúng ta dấn thân cho Hội Thánh và khải tượng Chúa Ngài ban cho. Và cái lớp thứ nhì là cái lớp mà chúng ta có thể học những cái điều trọng yếu, để chúng ta có thể có một mối liên hệ mật thiết với Chúa, biết cách để chúng ta cầu nguyện, biết cách để chúng ta có thời giờ tĩnh nguyện với Chúa, biết cách để chúng ta học lời của Chúa, nghiên cứu suy gẫm lời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta ở tại nhà. Và biết lý do tại sao chúng ta dâng hiến, và tại sao chúng ta phải phục vụ những người chung quanh của chúng ta qua Hội Thánh của Chúa. Lớp thứ ba giúp cho chúng ta khám phá cái thiết kế mà Chúa Ngài đã bày tỏ ra ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể thấy thiên mệnh của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn anh chị em đúc kết lại, để chúng ta thấy cái tính cách, cái nhân cách của mình, và khám phá ra ân tứ của mình. Và cái lớp thứ tư, lớp 401 là đội tuyển, tiếp xúc với những cơ hội hầu việc Chúa, để chúng ta có thể làm nên ảnh hưởng một cách tối đa qua cuộc đời của chúng ta. Và điều cuối cùng là sử dụng ân tứ thuộc linh Chúa Ngài ban cho. Đây là mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta trong đời này. Anh chị em để ý Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu số 10, lời của Chúa chép: mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa anh chị em: mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời
nhiều cách khác nhau. Cái điều mà người ta chờ đợi nơi cái người mong đợi nên cái người quản lý, đó là làm lợi ra những gì mình được giao phó. Chúa Ngài ban cho chúng ta những cái ân tứ để chúng ta có thể nhận lãnh mà chúng ta phục vụ nhau. Khi anh chị em làm điều này, anh chị em thờ phượng Chúa, anh chị em bằng cách hầu việc Ngài. Hebrew chương 10 câu, xin lỗi, chương 6 câu số 10 chép: vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ. Cảm ơn Chúa. Như vậy mục đích của đời sống của tôi là hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác. Tôi xin nhắc lại, mục đích của đời sống tôi là hầu việc Chúa bằng cách phục vụ người khác. Anh chị em muốn đời sống của mình được hạnh phúc và vui thỏa, phục vụ những người xung quanh của chúng ta, những người thiếu hơn chúng ta, những người thấp hơn chúng ta. Khi chúng ta cúi xuống chùi mũi cho một đứa trẻ, một đứa thiếu nhi trong hội thánh, chúng ta sẽ tìm được cái hạnh phúc ở trong công việc đó. Thế giới ngày hôm nay và trong cái xã hội này khiến cho người ta sống ở trong những ngày không có hạnh phúc bởi vì cái ích kỷ. Trong cái việc này tôi được lợi ích gì? Tôi đi nhà thờ này tôi được cái gì? Bữa nay tôi đi ở trong ngày Chủ nhật tôi được cái gì? Và nếu không được tôi đi kiếm chỗ khác. Anh chị em và người ta sẽ không bao giờ tìm được cái hạnh phúc thật ở trong đời sống, vì hạnh phúc thật nằm ở cái chỗ chúng ta hầu vì Chúa bằng cách phục vụ những người xung quanh chúng ta. Anh chị em muốn vui và hạnh phúc, sống với lối sống tôi đi, rồi anh chị em sẽ thấy rằng thật là tuyệt vời khi chúng ta có thể phục vụ những người xung quanh của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài muốn mỗi một chúng ta đều có thể uống được cái chén cứu chuộc này. Cho nên anh chị em hãy đáp ứng lại. Nếu bạn ở tại đây mà không biết tại sao mình có mặt ở tại đây, sẵn sàng ra về nhưng mà biết mình đang mất lối, hãy đến với Chúa, uống cái chén của sự cứu rỗi của Ngài, để chúng ta được Chúa Ngài rút chúng ta ra khỏi những cái gì đang cầm buộc trong đời sống của chúng ta, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Nên cho em có mặt ở tại đây em đang sống xa Chúa, hãy trở về nhà Cha, trở lại trong vòng tay yêu thương của Ngài. Chính kẻ thù đã làm việc cũng như sử dụng những người xung quanh của chúng ta để làm gây nên những thương tổn, làm cho chúng ta vỡ lòng. Khi cái tấm lòng của chúng ta bị tan vỡ, nó không có lành lặn để chứa được cái niềm vui và sự hiện diện gần gũi của Chúa. Đổ vô bao nhiêu nó trải ra bấy nhiêu. Chúng ta không thấy mình được Chúa yêu. Có nhiều khi chúng ta buồn Chúa nữa. Tại sao Chúa để cái hoàn cảnh như vậy xảy ra cho con? Và khi chúng ta để cho Chúa Ngài chữa lành, Ngài làm cho tim của chúng ta, tấm lòng của chúng ta không còn tan nát, không còn tan vỡ nữa, lúc bây giờ chúng ta có thể chứa được tình yêu của Chúa. Cái bể chứa của chúng ta bây giờ có thể nhận được, và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự gần gũi yêu thương của Chúa trong đời sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta cảm thấy mình xa Chúa vì một cái vấp phạm, vì một cái lỗi lầm nào đó của mình, đây là lúc mà chúng ta trở về để Chúa Ngài chữa lành, Ngài cởi trói cho chúng ta, để chúng ta có thể sống một cách mật thiết với Chúa. Nếu anh chị em có mặt ở đây, anh chị em nói rằng: mục sư ơi, tôi tạ ơn Chúa vì tôi đã uống chén của sự cứu rỗi, tôi đã uống được cái chén cởi trói của Chúa, giải cứu của Ngài. Tôi bây giờ sẵn sàng để uống cái chén của sự cứu chuộc. Tôi khuyến khích anh chị em sau giờ nhóm lấy cái cuốn lịch của mình ra, ghi vào trong cái thời khóa biểu của mình, đó là thứ sáu, 8 tây, 15 tây. Chúng ta sẽ hợp lại với nhau. Tôi biết đây là cái điều nó ngoài cái sinh hoạt bình thường của chúng ta. Anh xem đây là cái cách tốt nhất mà chúng tôi đã suy nghĩ để tìm cách để hội thánh có thể đồng loạt học chung với nhau mà không bị ảnh hưởng ở trên những cái sinh hoạt khác. Và tháng 5 Chúa Ngài sắp đặt một cách rất là kỳ diệu để chúng ta có thể nhóm chung với nhau trong hai lễ tiếng Anh và tiếng Việt, nhóm lại chung với nhau. Những người nói tiếng Anh
họ sẽ đi qua cái lớp này sau giờ ăn trưa của chúng ta. Phần của chúng tôi mời anh chị em đến ngày thứ sáu để chúng ta có thể dành thời giờ để chúng ta ngồi xuống và chúng ta học, để rồi chúng ta sẽ thấy được phước hạnh của Chúa ngày ban cho. Cái niềm vui ở trong chức vụ của chúng tôi là khi giúp anh chị em của mình khám phá ra được Chúa ban cho mình cái ân tứ gì. Và tôi nhớ những cái giờ sinh hoạt đó, chúng tôi đã hướng dẫn cho ban lãnh đạo của Hội Thánh đi qua cái lớp này một lần nữa, thì chúng ta thấy mắt của họ sáng rực lên. Tôi là người được Chúa yêu và Chúa Ngài đã chuẩn bị và Ngài đã đặt ở trong tôi một cái ân tứ, hay là nhiều ân tứ của Thánh Linh mà tôi không biết. Khám phá trở lại những cái điều làm cho chúng ta say mê, những cái ước ao của chúng ta từ nhỏ. Và khi chúng ta khám phá trở lại, ráp lại với lại cái ân tứ mà Chúa Ngài ban cho, cùng với lại những cái kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta, chúng ta thấy một cách rất là rõ ràng cái chỗ mà chúng ta có thể đóng góp vào để chúng ta mở rộng vương quốc của Chúa. Nói giống như cách của người Mỹ là thấy the light bulb go off, khám phá ra được và họ nhảy múa trong sự vui mừng. Và khi người làm việc đúng chỗ, giống như các anh ở trong quân đội gọi là làm đúng chỉ số của mình đó, thì mình thấy feel at home, mình thấy tự nhiên lắm. Khi chúng ta làm đúng cái công việc, đúng cái công tác mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta, rồi Ngài dựng nên chúng ta và dệt nên chúng ta, rồi tạo nên chúng ta theo như cái mục đích đó, và chúng ta vào đúng một cái nó ăn khớp đó, thì anh chị em sẽ thấy rằng cuộc đời của mình rất là hạnh phúc. Và cảm ơn Chúa, khi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng theo lời hứa của Chúa, thì Chúa Ngài sẽ mở rộng. Và Hội Thánh của Chúa chúng ta có một cái bồ lúa lớn sẵn sàng để cho mùa thu hoạch. Và khi chúng ta hết thảy thì mỗi người một tay ở trong cái công tác, trong đội hình gọi là đội tuyển của Chúa, thì Hội Thánh có phát triển đến cỡ nào, chúng ta vẫn có thể sinh hoạt được mà cái tổ chức của chúng ta không bị giới hạn. Để anh chị em để ý, nếu anh chị em chưa khám phá ra được những cái khả năng ân tứ mà Chúa Ngài ban cho, thì có một cái lỗ hổng rất là lớn ở trong cái vị trí của anh chị em đó, thì những người khác phải gánh cái chỗ đó. Thật ra những gì mà Đức Chúa Trời Ngài muốn làm và muốn đãi cho dân Việt Nam của chúng ta, cộng đồng của chúng ta và thành phố này, bốn cái chén phước hạnh của Ngài đó, thì chưa có thể gửi ra cho họ được một cách tối đa. Lý do là bởi vì còn thiếu những cái chỗ trống. Và khi chúng ta khám phá theo sự hướng dẫn của Chúa, mỗi người một công tác, anh chị em sẽ thấy cái đội tuyển này, chúng ta sẽ làm được những công việc lớn lao như Chúa Ngài đã định trước cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Nếu có ai tại đây chưa uống chén của sự cứu rỗi, chúng tôi muốn mời anh chị em mạnh mẽ rời các hàng ghế, tiến lên phía trước đây để chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Tôi không nói là gia nhập vào trong một cái tôn giáo, nhưng mà trở lại để được Chúa Ngài rút chúng ta ra khỏi sự nô lệ trong cuộc đời của chúng ta. Nên chị em có mặt ở tại đây, và anh chị em có những điều cần được chữa lành, những cái cớ làm cho chúng ta vấp phạm, chúng tôi sẵn sàng cầu nguyện với anh chị em. Ở với hết thảy Hội Thánh ở tại đây cũng như ở xa, anh chị em sẵn sàng để được trang bị, và cho anh chị em có thể bước vào thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định trước và dựng nên cho chị em cho thiên mệnh đó. Chưa giấu của chúng con là Cha chúng con ở trên trời, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã dựng nên chúng con theo mục đích mà Ngài đã định trước cho chúng con, những việc lành mà Chúa muốn chúng con làm sao, để chúng con theo đó mà chúng con sống. Cảm ơn Chúa vì Ngài đang phán với chúng con, đang làm cho sống lại những điều mà Chúa Ngài đã đặt để chúng con từ lúc tấm bé, và khiến cho chúng con thấy được những điều mà Chúa Ngài muốn làm xuyên qua đời sống của chúng con. Nên chúng con biết ơn Ngài. Cha ơi, xin chính những ân tứ, xin chính sự hiện diện của Ngài, xin chính tiếng phán
của Chúa trong ngày hôm nay đến ở trong chúng con như là một sự xác nhận rằng chúng con là những người được Chúa yêu. Chúa, Ngài đã bày tỏ tình yêu cao nhất, lớn nhất mà Ngài có thể cho được khi Chúa, Ngài đã cúi xuống và kéo chúng con ra khỏi chỗ sủng thấp của cuộc đời của mình và biến chúng con, tạo nên chúng con những người vĩ đại cho Chúa. Cảm ơn Ngài vì khi chúng con nhìn lấy thập tự giá, chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con đến cỡ đó. Cảm ơn Chúa vì sự xác nhận của Ngài ở trên đời sống của chúng con khi chúng con khám phá ra trở lại, được tái sở hữu bởi Ngài và khám phá ra rằng Chúa đã dựng nên chúng con cho mục đích, mà mục đích đó sẽ đem lại cho chúng con niềm vui thỏa, hạnh phúc một cách tràn đầy. Chúng con biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em. Nguyện xin Chúa làm ơn cho anh chị em. Nguyện xin Chúa ban sự bình an trên anh chị em. Nguyện xin Chúa đi cùng với anh chị em, khiến cho anh em được phước và làm nguồn phước cho nhiều người. Từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em. Chúng tôi sẽ nán lại và phục vụ những người đáp ứng lại trong ngày hôm nay. Và sẽ gặp lại các anh chị em ở tại phòng ăn để chúng ta cùng dự cơm trưa với nhau. Chúa ở cùng, hãy ra về trong phước hạnh của Chúa.